Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống xung quanh chúng ta không có màu xanh? Không còn những hạt nảy mầm, lá đâm chồi hay hoa kết trái. Vì mong muốn tạo nên màu xanh, nên Dudaco đã có mặt ở khắp mọi nơi cho mùa màng bội thu. Có bình Dudaco, người nông dân bớt nhọc nhằn, tăng năng suất chất lượng cây trái. Có bình Dudaco, con người gần với thiên nhiên, không gian sống xanh hơn, lành sạch hơn. Dudaco là giải pháp cho rất nhiều công dụng khác trong ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, quảng cáo, môi trường, lọc nước. Dudaco có các tính năng nổi trội mà không một sản phẩm nào hội tụ đủ được. Áp lực mạnh mẽ, phun cao, phun xa. Vỏ nhựa chính phẩm, cần phun inox 304, đầu cần xoay 180 độ, bơm tạo áp hiệu quả, bánh xe và xe kéo trợ lực làm giảm sức nặng cho người dùng. 30 năm với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu. Từ năm 1990 thành lập đến nay, Dudaco đã và đang thực hiện ước mơ và là niềm tự hào của người Việt Nam, xuất khẩu bình phun đến 15 nước trên thế giới. Mục tiêu và giải pháp, Dudaco đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp nhất, mang tới sản phẩm bình phun tốt nhất cho thị trường. Để làm được điều đó, Dudaco luôn chú trọng, đầu tư nghiêm túc, chuyên sâu, lựa chọn công nghệ hiện đại, phát triển bền vững. Nghiên cứu tính năng mới cho sản phẩm để tạo sự thoải mái tiện lợi cho người tiêu dùng với những thiết kế tinh tế. Đối với mọi khách hàng, Dudaco là lựa chọn yên tâm nhất để hợp tác trong nhiều năm và ngày một tăng trưởng về sản lượng và doanh số. Mỗi ngày, hàng ngàn sản phẩm Dudaco được chuyên chở tới 63 tỉnh thành trên cả nước, cũng như sẽ vượt biển để đến với năm châu. Có được những thành quả này là nhờ sự lao động không mệt mỏi của ban lãnh đạo công ty và đội ngũ cán bộ công nhân viên. Nhưng trên hết là sự tin tưởng hỗ trợ của hàng ngàn khách hàng là nhà phân phối, đại lý đối tác Việt Nam và quốc tế. Sản phẩm Dudaco thì rất là dễ bán do hàng có thương hiệu, chất lượng thì ổn định nên cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đáp lại sự tin tưởng đó, Dudaco cam kết chất lượng là sự sống còn. Người Việt hãy chung tay lựa chọn ủng hộ hàng Việt, hiện thực hóa ước mơ về một nền sản xuất Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn. Hãy cùng Bình Vàng Dudaco chăm sóc màu xanh cuộc sống.